sang phần tiếp theo. Bốn này là thêm đối tượng sinh viên vào list nhá, thêm object sinh viên vào gì list chứ nhỉ. Như vậy bạn sẽ phải viết một cái hàm, đúng không? Các em nhìn vào đây, chọn phần code này, chọn phần code này xuống rồi nhá. Các em có thể viết ở đâu cũng được, ví dụ viết ở đây đi, bất kỳ chỗ nào bạn có thể viết ở đây nhá. Đây, viết đây đi. Chúng ta sẽ có public này, void nhá, add student như nhỉ. Bạn sẽ tạo một list mới là list sinh viên. Đây là gì? Hàm thêm sinh viên nhá. Ở đây bạn sẽ tạo này, list này, đúng không? Đây là student nhỉ, ls student bằng new gì? New array list. List student nhá. Rồi ok. Được chưa nhỉ? Bây giờ các em sẽ tạo một đối tượng student mới. Đây là này, đây là tạo gì? Danh sách sinh viên, tạo list chứa danh sách sinh viên. Đúng không? Ở đây ta sẽ có add student, bạn sẽ tạo một đối tượng sinh viên này, tạo một đối tượng student. Ta sẽ có cái gì? Student add bằng new student. Ok. Tiếp theo bạn gõ ta có này, add chấm gì? Chấm name. Thì bạn cái gì các bạn? Txt của họ tên chấm gì? Get gì? Get text. Được chưa? Được chưa nhỉ? S.mark nhá. Thì chúng ta phải convert là gì? Double chấm gì? P double của txt điểm chấm get gì? Get text. Được chưa? Cuối cùng, cuối cùng ta có này, s chấm gì? Ma gì? Ma do. Thì chính là bạn, các bạn gì các bạn? Bạn ép kiểu sang kiểu gì? Kiểu string. Rồi, và chúng ta sẽ lấy cb gì? Cbx ngành học chấm gì? Get gì? Selected item. Được chưa nhỉ? Đấy. Đây gọi là gì? Tiếp theo ta gì? Lấy dữ liệu nhập ô gì? Họ tên. Dạ. Đây là gì? Lấy dữ liệu nhập ô điểm. Dạ. Lấy dữ liệu chọn ở ô gì? Combo box. Nhá. Cuối cùng ta đã có đủ dữ liệu rồi, ta gì? Ta có list.add và thêm add vào. Đây là gì? Thêm sinh viên đã có dữ liệu vào gì? Vào list nhá. Được chưa nhỉ? Ngoài ra chúng ta phải thực hiện tiếp là gì? Bây giờ ta gì? Thiết lập cái, thiết lập cái này này các bạn này. Thiết lập cái này, học lực và gì? Có phần thưởng, đúng không? Thiết lập học lực
và gì thiết lập có phần thưởng hay không nha. Như vậy chúng ta sẽ có cái gì các bạn? Thiết lập học lực thì ta có TXT nha, TXT học gì, học lực đúng chưa, nhận giá trị bằng cái gì các bạn? Chấm xét gì, xét text đúng không, sẽ nhận giá trị bằng S chấm get gì, get gì, get học lực đúng không. Đấy. Ok, còn CB CHK chứ nha, phần thưởng nha, chấm gì, set gì, set selected nha, là cái gì các bạn? Nghĩa là chúng ta sẽ lấy về cái chu phô đấy nha, tức là chúng ta sẽ có s chấm y cái gì đấy, y phần thưởng nhé. Ok, đây là chúng ta thêm dữ liệu vào đúng nhỉ. Hàm thêm dữ liệu vào ok chưa? Rồi ok, như vậy ta đã thực hiện xong hàm gì, hàm thêm dữ liệu nhé. Đây gọi là gì, thiết lập học lực này, thiết lập phần thưởng, rồi ok xong.